Hồng Vân và Quốc Hưng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Còn mà cái ấn tượng ở ngoài đời thật luôn, mà để mà khắc sâu vô tới từ bây giờ luôn, khắc tốt ghi tâm luôn. Là cái miệng rất là lớn. Có thể mà giống như là trên sân cầu á, đánh thì không bao nhiêu hết, mà la thì nhiều. Con tưởng như là trong phim Hàn Quốc á cô. Con tưởng là wow, con lấy hai vạch rồi anh sẽ ôm con xoay con vòng vòng trong phim vậy đó. Cái con vô kiểu vô. Tại vì con không tin, con thử cái hai que. Vô có bầu rồi. Hả? Qua đi ngủ tiếp, trời ơi. Con hụt hẫng giống như kiểu hả có bầu hả? Ừ, có bầu. Đẻ vậy thôi. Hôm nay Quốc Thường xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với hai cặp vợ chồng. Họ sẽ mang những thông tin yêu thương, những câu chuyện về tình yêu đến với chương trình. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, xinh quá. Chào con. Rồi, mời các con ngồi. Rồi, mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Bảo Ngọc. Ừ. Con hiện tại 32 tuổi. Hiện tại con đang là ca sĩ tự do. Hiện hả? Với nghệ danh là Liên Bảo Ngọc. Rồi, mời con. Dạ, thì con cũng xin phép là con được chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, về cũng toàn thể các quý vị khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Quang Vũ. Hiện con đang làm việc và công tác tại công ty xuất nhập khẩu Kim Yến. Con đang được đảm nhiệm vị trí là phó giám đốc của công ty. Con sinh năm 1994. Dạ, yeah. Thì đang sinh sống chung vợ con ở Bình Chánh. Rồi bây giờ Liên. Dạ. Bây giờ trước khi chúng ta vào cái phần gọi là giao lưu đi. Con là ca sĩ rồi, đúng không? Cho nên chú mời con có thể hát một bài để mà tặng khán giả chương trình Vợ Chồng Son được không? Tặng liền con. Dạ, con hát dòng ballad nhạc rất là buồn. Em từng đã nói sẽ tốt thôi, em chịu đựng sai lắm rồi. Em từng đã nói sẽ chẳng sao, nhưng em thấy em chẳng ổn chút nào. Đây là bài của con, bài là em sẽ ổn thôi. Chị, nhưng mà bé này cái quãng rất là cao nha. Trời hay quá. Cảm ơn chú. Có phải hồi xưa là nghe hát như mê cho nên là đi theo luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhân duyên mà từ đầu tiên mà con bị dính với lại vợ con đó chính là qua cái chương trình là chương trình gì đó? Dạ giọng ải giọng ai. Giọng ải giọng ai. Cái bữa đó thì con thấy tiện có cô ca sĩ này nhảy. Dạ đúng rồi, nhảy cái tiện thấy ôi cha cá tính quá ta, mà nhìn cũng tiểu bị dính về gọi là cái hớp hồn, thấy cái rồi dính xong thôi rồi cuối cùng là hốt về luôn. Ông Tư và Nguyệt đó. Dạ, lúc đó còn đang về. Dạ, đúng rồi. Cái cũng bẵng đi một thời gian sau rồi lại vô tình là quen biết được. Thật sự là cái duyên tới là con đi đánh cầu lông xong rồi bạn của chồng con làm cổ đông chung mới dắt lên, thì tụi con cũng đã lướt qua nhau. Xong rồi bữa tiệc đó, ở trên quán đó là bữa tiệc cũng sinh nhật của bạn con, cũng lướt qua nhau, mình không biết gì về nhau. Xong rồi sau này cái gặp lại nhau đánh cầu, lúc đó còn gọi con bằng chị đó cô. Tại nhỏ con 2 tuổi. Dạ, cái xong rồi cua cũng dai lắm, rất là chịu khó. Cái đó là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây 3 năm. Mà cua con trong bao lâu? Dạ, cua con trong 1 tháng. Mà trời lâu quá. Lần đầu tiên con gặp chị này đó, yeah. Con ấn tượng gì về chị này? Về cái ấn tượng đầu tiên thì là giống như hồi nãy con có kể là gọi là ở trên truyền hình thôi. Thì đúng rồi. Còn mà cái ấn tượng ở ngoài đời thật luôn, mà để mà khắc sâu vô tới từ bây giờ luôn, đó. Khắc cốt ghi tâm luôn. Là cái miệng rất là lớn. Có thể mà giống như là trên sân cầu á, đánh thì không bao nhiêu hết, mà bài la thì nhiều. Bài hải đúng không? Lên cầu với cầu mấy đó. Đánh quên chúng không? Đánh thì cũng trúng, mà la thì la thì nhiều. Con dính luôn từ đó, tại dễ thương, cái sự dễ thương. Mà bây giờ còn đánh cầu lông không? Dạ, tại vì chúng con mới sanh em bé nên hoãn lại rồi. Dạ, được bao lâu rồi con? Dạ, em bé của con mới 7 tháng. Nhưng mà cái lúc đó là con đã đi hát nhiều chưa? Dạ, con đã đi hát rồi. Dạ, xong rồi cái con mới gọi là cái đi thể thao với cả mình xả stress. Nên thành ra là vào sân cầu là con la dữ lắm. Con ấn tượng gì đó mắt của ổng không? Dạ không, con ấn tượng là mặt
đồ thể thao rất là đẹp, nhìn đúng cái con thích là con để ý body của người ta vậy. Để ý body đúng. Bắt đầu chính thức là thích luôn á, là bữa tối hôm đó là gài kèo đánh độ xong thua độ, rồi bữa tối đó thì đi nhậu chung để chung độ. Thì bắt đầu là ngay bữa tối hôm đó là kiểu được đẩy thuyền. Em muốn lái chị à, em muốn lái chị yeah ô thì ông kia ông hát cái mình ok tự nhiên mình khắc vô em muốn lái chị luôn. Xong rồi về cái mới đầu là chồng con mới bắt đầu là chơi game, hỏi tại con cũng thích chơi game lắm. Hỏi con là chơi game gì, con thì lúc đó con chơi game bắn súng. Còn ổng thì chơi game liên quân. Đó cái giờ cái con nói giờ con không biết chơi liên quân, cái ổng tự âm thầm ổng tải cái game bắn súng về để ổng chơi cùng con. Đó là mỗi ngày cái chị lên chơi game không, ngày nào cũng ở nhà đó chơi game với con từ sáng tới tối. Trong game cứ chọc suốt gọi bằng anh đi, gọi bằng anh đi, con nói không bao giờ, 800 năm nữa con cũng không bao giờ con yêu. Rốt cuộc con dính luôn. Từ đó về sau là có dọn qua ổng ở luôn không? Dạ hốt con luôn. Hổng luôn. Dạ là qua coi nhà như là sống thử với nhau luôn đó. Dạ đúng rồi, đúng sống không? Thử luôn. Rồi sống dạ. Thử vui không? Thật sự. Có gây nhau gì không? Cũng chậm biết là như tụi con nói chuyện được với nhau. Ở đó, ok dạ. Nè. Nên là cũng ít gây nhau, nhưng mà cũng sẽ có gây nhau. Tại vì chồng con lúc đó khi mà làm trên cái quán lao đó là công việc về night life. Cứ đi lên đó tiếp khách uống rượu rồi xong đi về khuya. Thành ra cứ như vậy hoài cái con không thích. Có ghen gì phải không? Có dạ, ghen không? Cũng có ghen. Thứ hai nữa là về sức khỏe nữa cô. Nên thành ra là cứ cãi nhau hoài. Mà chồng con thì nói ở cái đó công việc của anh không từ bỏ được đó. Nên đó sẽ là một cái vướng mắt tụi con cứ cãi nhau hoài. Cưới cái em bé liền không hay là? À tụi con thật sự là cũng có dự định là quyết định cưới trước rồi. Quyết định cưới trước rồi nhưng mà cũng chẳng biết trời cho em bé có trước khi cái có em bé xong rồi mới cưới vậy. Dạ đúng rồi. Cái hôm mà nghe tin biết tin có em bé thì cảm xúc tụi con sao? Trời ơi cô ơi, con tưởng như là trong phim Hàn Quốc á cô. Con tưởng là wow, con thấy hai vạch rồi anh sẽ ôm con xoay con vòng vòng trong phim vậy đó. Cái con vô kiểu vú. Tại vì con không tin, con thử thứ hai que. Vú có bầu rồi. Hả? Quay đi ngủ tiếp trời ơi. Con hụt hẫng giống như kiểu hả có bầu hả? Ừ có bầu. Đẻ vậy thôi. Tại vì chồng con đã có một cái tư tưởng nghiễm nhiên là nó không có gì gọi là hốt hoảng rồi thôi bây giờ tới cái phần kia đi. Đây rồi, giật mặt xấu á. Con dạ có tật xấu, xấu tính ngủ với lại ngáy rất to. Ngáy rất to. Dạ con ngáy nó đâu có kiểm soát được đâu. Không mà thi thì thoảng thôi. Ngáy thì không phải là tật xấu đâu con. Coi như là cái tật đó là không gọi là ngoài ý muốn. Không biết bây giờ nãy nói cái tật xấu là cái tật ngủ. Vậy thì cái ngủ của ổng nó xấu thì sao? Ví dụ mà tới sáng mà tự phải dậy mà kiểu tới giờ đó mà con gọi thì phải con từ từ thôi. Giống như là con phải nhẹ nhàng giữ dậy nha, dậy. Ví dụ nó anh biết rồi là con im. Chứ còn hồi xưa con không biết nó bực bội à? Vậy là không thích nó bị mất hồn con ơi. Dạ. Con đang ngủ mà cái hồn nó chưa trở về. Đúng rồi, có những người vậy người ta đang ngủ ngon là dậy. Trời ơi là mất hồn. Em chửi lại quánh luôn á. Con gọi vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Ôi nó cọc là đúng rồi. Đúng rồi. Rồi giờ mong muốn Vũ thay đổi gì? Dạ là sẽ ráng tập trung cho tương lai và sự nghiệp để hai vợ chồng phát triển. Giống như hai vợ chồng đã từng ao ước là triệu phú. Hello đó cô, nhưng mà kệ ước đi cô. Ước gì mới không ai có cản được ước mơ của mình hết. Đúng rồi. Cứ ước đi con. Rồi tới vụ đó con, còn tới tay con rồi đó con phát đi. Bonjour, hello. Đầu tiên thì chắc nói rất nhiều. Đó, nói nhiều hay làm lố. Ví dụ cái gì cũng lố lên, ví dụ như giống như con của con thì chỉ cần mà hành động gì đó thôi. Trời ơi kìa. Ngồi xuống mà chỉ cần nó sượt tay. Trời ơi anh coi Vũ, coi kìa. Sợ con té như cái gì nào cũng nó bị hơi quá vấn đề lên. Rồi bừa. Bày bừa. Rất bày. Đó, bừa bộn thôi, chấp nhận cái bừa bộn là bày lắm luôn, bày. Con là người dọn hả? Dạ đúng rồi. Con là làm đâu gọn đó, xong là phải giống như ăn uống chén dĩa rồi nọ là tô ra tô, dĩa ra dĩa, mặc dù chưa rửa nhưng mà phân rõ ràng, xong muỗng nĩa là để một bên. Tại vì mình rửa, con rửa hoặc vợ rửa thì khi mà thấy cái đống chén giống vậy thì nó gọn gàng, nhìn nó cũng đỡ lười. Con đang dọn, con đi làm về, con dọn mà tính con khi mà con khó chịu con chỉ im lặng thôi. Thì khi mà mình dọn mình cũng đang khó chịu rồi mà trời anh làm gì mặt anh hòm hòm. Con lại mẹ con dọn con mệt lắm rồi mà mẹ còn nhằn nữa. Đúng không cô, mình làm mình đến thêm việc rồi. Thì mình dọn mình vẫn nói cho anh làm gì mặt anh hòm như cái đống ướt vậy đó. Mình bật nhưng dọn vẫn phải dọn. Thì nghĩa là về nhà là cái máy nó cứ ra rã vậy mà. Nhưng trời ơi con nói thiệt là một cái đài FM phát sóng là 24/7 chứ không phải 24/24 không. Ngoài trưa bà ngủ. Không, nhiều khi ngủ bà vẫn nói. Bà ngủ nói. Đúng rồi, nhiều khi là... Rồi bây giờ nè, có điệu không?
đó, có đi ra đường, có ăn diện đồ, cho nên nó khiến con là người đòi hỏi gì hơn con cái việc đó. Cái tật xấu là không chịu điệu. Chồng con điệu hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao tiên con bị phản đam vậy? Tại vì con năn nỉ vợ con phải điệu, thì có nghĩa là con phải điệu hơn vợ. Dạ thì con ơi, ổng điệu lắm hả? Dạ đi ra đường là lâu hơn con luôn á. Nhiều khi con mất cúp vậy này chứ mà con lẹ ngỏng đó. Rồi lúc con mới quen nó, trời ơi, con thấy buổi tối đêm đó đó mà hốt con thấy trong nó có cây sông dưỡng, sông dưỡng ngồi với cây chim chim biết điểm nó thủ khi mà điểm vậy. Còn là lúc nào con cũng thủ vậy luôn, thì hồi xưa là con luôn thủ trong người, tại vì cái khoảng thời gian đó con làm live thì cái gương mặt nó cũng hơi bị gọi là vết thâm rồi này nọ, mụn rồi cái kiểu, thì lúc nào cũng phải thủ cái che khuyết điểm để mình che mình tự tin hơn. Rồi còn cái đó không? Dạ còn đó. Bữa nay đi có che không? Chưa có luôn. Nãy vô make up ai đâu hơn? Dạ con tự make up ở nhà rồi. Ở chồng con? Dạ chồng con ở nhà, còn nói bây giờ mặt anh sao? Cứ đòi con make up nữa, con nói thì lát anh lên anh nhờ. Con nói lát anh lên anh nhờ anh cho nó make up cho anh, chứ giờ anh đi chải phấn làm sao. Mới thôi đó cô. Thôi giờ mong muốn thay đổi điều gì? Con có một cái mong muốn thì vợ con gần đây đã đang đồng hành cùng con thực hiện được rồi, thì đó là mong muốn là vợ con thay đổi về tư duy, về cái sự điềm tĩnh, thì vợ con đang làm được rồi. Thì tư duy để mà mình cùng nhau, mình phát triển với nhau, mình cùng hướng tới một cái tương lai. Thì con chỉ mong muốn vợ con vậy thôi. Rồi Vũ có cầu hôn con, cái hôm mà Vũ cầu hôn con á là có nói một cái lời nào mà nó âu yếm hay là... Chưa luôn. Dạ chưa, con cầu nói hôn là có gì đặc biệt chứ hả? Dạ, bởi vì con nói là phải nợ lại. Thì con đang nợ con nha. Con có muốn trả trong bữa nay không? Vũ, dạ. Có làm được không? Con thì con cũng có cái đam mê, con sở thích con, đam mê con cũng thích rap, thì chắc là cho phép con... Rồi, yeah. Ok. Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở. Quang Lê nói như vậy đó, nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ. Hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vỡ. Bất kể khi nào em muốn về, cửa trái tim anh vẫn mở. Người ta nói người con gái đi bên cạnh, đó là món trang sức quý nhất à, thế nên anh lấp lánh. Nhưng vẫn không thể nào bằng mắt em. Có lẽ điều tệ nhất là mất em, nhưng mà anh sẽ không ngốc vậy, ít nhất là ngay trong lúc này. Cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá, hòa với một chút mùi nước hoa. Đôi khi là dấu môi em trên đó, đôi khi là hương tóc em tối qua. Em thường nói anh ơi đi chậm lại, khi ngang qua con đường nhỏ có hoa. Để tay anh xếp em ôm chặt lại, Sài Gòn nay như chỉ còn có ta. Dạ. Hay quá. Trời cưng quá ha. Anh nói Rồi cảm ơn hai con hôm nay đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng công việc sẽ phát triển hơn nữa. Dạ. Sẽ là những triệu phú trong tương lai, đời sống luôn luôn hạnh phúc trọn vẹn. Hai đứa em là có một thời gian là giận nhau cực kỳ, giận cái mặt không có nhìn luôn. Vậy cho nên là hiện bây giờ là bố em nghĩ là em với là chồng em bây giờ đang giận nhau á. Năm đó là năm vợ chồng em sụp đổ luôn. Thì là đùng một cái là tiền hết, là bán nhà để mà lo trang trải nợ nần cũng chưa có hết nợ luôn. Bán nhà mà cũng chả không có hết nợ nữa. Chưa hết cái buồn nọ sang cái buồn khác. Cái ổng có bồ. Rồi nó vô nó bệnh, thấy nằm trong bệnh viện lúc nào ai cũng có mẹ đồ hết, nó không có, mình mới suy nghĩ vậy, mình mới đi năn nỉ về để lo lại giờ cuộc sống nó đã, cái gì cũng đã qua rồi. Đâu giờ mình bỏ hết để mình lo cho con. Tự nhiên cái giờ mình lên anh bận đồ cưới, mình giống như là mình đi cưới lại vậy. Ổng đi đúng rồi, bây giờ mình là cưới lại đó. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng tiếp theo. Dạ chào. Rồi xin chào hai anh chị. Em xin chào anh Đức Thận và chị Hồng Vân. Đó. Em tên Trần Ngọc Cường, hôm nay em 45 tuổi. Em thường trú ở Bình Thuận. Làm công việc gì Cường ở Bình Thuận? Dạ, lúc đầu thì em làm sửa xe Honda. Sau này cái mê cái nghề tài xế, cái chuyển qua nghề tài xế, thì hiện tại là chạy công nghệ xe máy. Bây giờ là em đang chạy xe máy chạy đúng không? Xe máy công nghệ. Dạ, đúng không? Dạ. Xin mời vợ của Cường. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Phi. Em sinh năm 82, năm nay 42 tuổi. Phi là công việc gì?
Thì bây giờ là đang còn chạy xe Grab. Chồng cũng chạy xe không nghệ. Vậy có, hả? Có khi nào mà chạy trên một cái tuyến đường mà gặp nhau không? Dạ gặp hoài luôn. Gặp hoài luôn á. Rồi bây giờ thôi chắc kể cho Quốc Thượng với chị Vân nghe đi. Dạ. Là cái cơ duyên nào mà khiến cho Cường với Phi là hai người gặp nhau? Lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thì có ấn tượng gì không ạ? À? Lúc trước thì hai đứa cũng gặp nhau cũng một cái duyên thôi. Là đi một cái đám tiệc sinh nhật của bạn bè á. Lúc đó là Bình Thuận. Dạ, Bình Thuận. Vô tình gặp nhau rồi bạn vợ em là đi nhờ người ta chở tới á. Còn lúc về thì mình đại diện ra mình vỉ đàn ông mà. Để anh chở về cho. Đó là vì chở về được đó là mình mới biết nhà. Còn em có để ý bạn không? Dạ không. Ở dưới quê mà lúc gặp ổng là mới có 20 tuổi à. Mà 20 tuổi hồi xưa nó không phải như bây giờ đâu. Bây không, giờ nhưng mà biết là vậy nhưng mà ý là cũng không có nhìn, cũng có tình ý gì đâu. Mà thấy ông này sao ông biết nhà mình, ông lên hoài vậy trời. Cái ông lên hoài, chiều nào ông cũng lên chơi hết trơn. Ông bố nhà khó lắm. Mà quen nhau cái biểu xin bố chở đi chơi uống cà phê gì, hồi xưa đi uống nước mía. Ông bố hỏi đi mấy giờ về. Nói dạ 8 giờ, nói 8 giờ để được đi thôi chứ đi quá luôn, đi 9 giờ về. Là ông bố ông xách cái cây roi cũng để sẵn rồi. Thấy xách cái roi bỏ chạy. Khôn lắm, vừa chở mình về cái chạy mất. Thì đó bỏ chạy. Hai vợ chồng là quen nhau là coi như 20 mấy năm rồi hả? Dạ, nếu mà quen thì có 1 năm cưới à. Tới giờ là được 21 năm rồi. Lúc đó là em nhớ là anh lên nhà anh chơi mà anh nói chuyện với em trước đó, một ngày thôi à. Cái ngày đó anh thông báo là mai á có mẹ anh với lại bà mợ là đại diện đi ra nhà để nói chuyện với ba mẹ em để cho anh chính thức quen em. Nhưng mà trước khi mà Cường đặt vấn đề là nói là mẹ xuống á, thì trước đó đó là có qua lại với nhà của Phi rồi gặp bố rồi gặp gia đình cũng có bố. Gặp 1-2 lần nhưng mà là ông dạy vợ cực kỳ khó. Mỗi lần mà đi tới tìm con gái ông nói không có ở nhà, còn ở trong nhà đó nằm nhà nhưng mà vợ thì đứng ở trên á, là ra ngoài là để trốn đi ra. Ông bố giờ còn khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe đúng không? Mà cũng khó y như hồi xưa. Chắc là bố đang coi đó. Bây giờ mà bố coi được cái chương trình này là bố hai cái đứa này nó lâm ly bi đát dữ thằng. Mà không biết hai đứa này bây giờ nó làm cái gì mà bây giờ nó được ngồi đây nó nói chuyện với nhau vậy. Là bố em đang nghĩ là hai đứa em không có được ngồi như vậy đâu. Sao vậy? Là sao? Là nghĩ hai đứa bỏ nhau rồi hả? Hai đứa em là có một thời gian là giận nhau cực kỳ, giận cái mặt không có nhìn luôn. Cho nên là hiện bây giờ là bố em nghĩ là em với là chồng em bây giờ đang giận nhau á. Chưa có nhìn mặt nhau nữa đó. Ừ thì để mai mốt cho bố bất ngờ cho bố vui. Mà hai bạn này là sau khi cưới nhau mới có nhiều cái để mà nghe nè. Chứ drama còn đúng không? Với nhiều drama nè đúng không? Bản thân em đây nè, em còn nghĩ là chắc không bao giờ mà nhìn cái mặt ổng nữa đâu á. Dù gì, thật sự nói nghe coi. Cái thời điểm mà hai đứa lúc mà bùng dịch đó, hai đứa mà thương nhau rồi lấy nhau được 10 mấy năm là đẻ được 4 đứa con rồi đó. Nói chung là vợ chồng cùng nhau đi làm, cùng nhau xây dựng gia đình rồi cũng có gia đình, cũng nhà cửa rồi với người ta rất là cố gắng mọi thứ. Thì con cái rồi cũng êm ấm. Thì trong cái thời gian mà dịch bệnh á, năm 2019-20 đó là dịch bệnh suốt liền kéo dài là không có buôn bán làm ăn gì được hết. Anh chị có nhớ là đi buôn thanh long mà thanh long nó lên tivi là đổ cho bò ăn không? Nhớ là vậy cái năm đó, cái đợt đó năm đó là năm vợ chồng em sụp đổ luôn. Thì là đùng một cái là tiền hết, là bán nhà để mà lo trang trải nợ nần cũng chưa có hết nợ luôn, bán nhà mà cũng chả không có hết nợ nữa. Chưa hết cái buồn nọ sang cái buồn khác. Kê ổng có bồ. Rồi xong á là cái chuyện tình cảm vợ chồng á nó xích mỉ, nó xích mít rồi gây lộn rồi đánh lộn rồi nó giận nhau rồi em buồn quá em mới không có ở nhà. Đi xứ người xin việc làm không có ở nhà luôn. Rồi lúc đó con làm sao? Là lúc đó là con cái là giao cho nội nè, rồi giao cho ngoại nè. Rồi đùng một cái thằng Út, con Út á, là bị bệnh ung thư máu. Út nó mấy tuổi? 7 tuổi à. 7 tuổi.
Rồi bây giờ làm sao? Là cháu vẫn... Bây giờ là đang điều trị hơn một năm rồi đó. Bây giờ đang điều trị. Cho nên chính vì thế hai vợ chồng mới chuyển từ trong kia vào đây. Từ cái chỗ bỏ nhau rồi mà giờ thấy con nó bệnh, bây giờ nó thiếu cái tình thương của cha mẹ. Nó ở với em không à. Rồi không có mẹ này, nó cũng tội, mẹ cũng suy nghĩ. Rồi nó vô nó bệnh, thấy nằm trong bệnh viện lúc nào ai cũng có mẹ đồ hết, nó không có. Mình mới suy nghĩ vậy, mình mới đi năn nỉ về để lo lại giờ cuộc sống nó đã, cái gì cũng đã qua rồi. Đâu giờ mình bỏ hết để mình lo cho con. Rồi giờ đang điều trị nó ở trung tâm ung bướu cơ sở 2 mình Rồi giờ hai chồng ngồi đây vậy thì ai coi nó? Dạ nó bình thường, nó ung thư máu nhưng mà nó lại đánh thuốc, nó lại chịu thuốc. Nó bây giờ nó bình thường, nó ăn uống ở nhà, có con bé lớn nó chăm. Bây giờ hai vợ chồng ở quận mấy? Dạ quận 7, mướn nhà ở Nguyễn Thị Thập mình. Cho tới giờ phút này thì hai vợ chồng cảm nhận như thế nào khi mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Và nhất là hai người vừa trải qua rất là nhiều những cái biến cố. Theo em thì cái tâm trạng của em thì em thấy vợ chồng son hay là vợ chồng già nó cũng giống nhau thôi. Giống nhau ở chỗ là vợ chồng là phải tin tưởng và cảm thông cho nhau, mà tha thứ cho nhau nữa. Giống như em giờ không nhớ là có tha cho ổng hay không nữa. Nhưng mà bây giờ á, sau khi mà quay lại ở lại chung với nhau trong một năm á, thì giờ cái điều em mong muốn ở chồng em điều gì nhất? Nếu mà mong á thì nhiều lắm, mà muốn cũng nhiều luôn. Muốn hay nhất đó. Á là ổng chỉ lo cho con thôi. Cố gắng lo cho con ha. Còn em thì sao? Em mong muốn vợ em ở vợ em điều gì em nhất? Em thì giờ cái mong muốn là sống với nhau thật tình với nhau, đừng có giả dối với nhau gì nữa, rồi lo cho con cho cái cho nó hoàn toàn khỏe mạnh là mừng lắm. Chứ còn bây giờ không biết nhiêu cho đủ, biết nhiêu cho thiếu hết. Chăm sao mà thấy ngày nào cũng còn thấy con mình và thấy mọi người là được rồi. Em phải có một cái lời hứa hay lời xin lỗi gì với vợ, với những cái gì mà mình đã gây ra, đúng không? Mà giờ vợ đã tha thứ cho mình như vậy rồi. Nói nhìn vợ, nhìn nói vợ đi. Giờ anh cũng thấy cuộc sống mình giờ nó cũng đã vậy, là em tha thứ với anh. Anh cũng rất là cảm ơn vợ nhiều. Mình cũng cố gắng để lo cho con tương lai, cho sau này tốt đẹp rồi. Và hạnh phúc. Và anh cũng mong là hai vợ chồng cũng trong công việc nó sẽ thuận lợi, và thậm chí sẽ có một cái cơ may với mỗi công việc nó sẽ phát triển hơn. Hồi nãy lúc mà trang điểm mặc đồ á, em có nói với anh tự nhiên cái giờ mình lên mặc đồ cưới, mình giống như là mình đi cưới lại vậy. Ổng nói đúng rồi, bây giờ mình là cưới lại đó. Đúng rồi. Thì bà tha thứ cho tôi. Tôi ở với bà thì giống như bây giờ là mình làm lại từ đầu ha, đó. Coi như giờ mình bắt đúng đầu rồi. Lại từ đầu. Và mà như... em á thì em lúc về em không có giận ổng nữa, mà em có suy nghĩ là con em á là nó khỏe là em mừng lắm, em mừng còn hơn là em giận nữa. Coi như hôm nay là một cái duyên nhé. Và bắt đầu hôm nay coi như là hai vợ chồng cưới lại, mặc lại cái áo cưới. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà trong những chiếc thùng màu sắc như sau. Trước tiên đó chính là một cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt thiết kế kính âm độc đáo, giúp an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào thân mũ khi cần. M139 an toàn, thời trang tiện lợi. Phần quà dành tặng gia đình là combo sản phẩm đông trùng hạ thảo đến từ thương hiệu Dala New Farm, nhà sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo chất lượng cao. Và món quà thứ ba đó chính là một miếng cước chùi nồi, kèm theo đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân, địa chỉ 643 Điện Biên Phủ, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh, gần ngã 6. Quà tặng là một phần mặt nạ đắp 1 tháng của thương hiệu Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất Nhật Bản, nay đã có mặt tại gian hàng chính hãng M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày, bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Rồi, còn bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Bây giờ các bạn đâu lưng, lưng lại. Đâu lưng lại, đâu lưng lại nhau nghe câu hỏi đâu lưng của chương lại. Trình. Cuối tuần hai vợ chồng thích làm gì cùng nhau nhất? Rồi Trang, chuẩn bị, vỗ.
hai vợ chồng cùng làm gì vào cuối tuần? Hẹn hẹn nhậu. Hai vợ chồng của Cường làm gì? Cùng chở con đi chơi, chạy xe kịp điểm thưởng hả? À, chạy xe cho kịp điểm thưởng. Thương quá. Hai vợ chồng cùng chọn. Chọn đi, nói gì? Dạ, con thích màu hồng, con chọn màu hồng. Con nói mẹ khóa màu hồng dữ vậy ta. Rồi hai vợ chồng Cường với Phi màu gì? Màu xanh. Màu xanh là màu hy vọng. Màu hy vọng. Lên. Cái màu logo của tôi nè, đó, thấy không? Quốc Thuận và Hồng Vân sẽ mở trước. Khoan, hai cặp vợ chồng khoan mở nha. 1, 2, 3, khui. Trời. Ê, có nào hai chồng nó có đứa nữa không ta? Nếu mà cái cước chừa nồi là đứa nữa. Đứa nữa nha. 1, 2, 3, khui. Hai, tăng tăng tăng, Vũ ơi, Vũ. Tăng nặng nặng. Chúc mừng hai vợ chồng Vũ đã nhận được phần quà. Đó là cước chừa nồi và cặp vé xem kịch tại sân khấu Chồng Vân. Và chúc mừng hai vợ chồng Cường và Phi. Cuộc đời nó có khó khăn, cuộc đời nó còn có những thử thách, nhưng không sao cả. Cứ vui, cứ hy vọng là tất cả mọi thứ sẽ vượt qua. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai vợ chồng của Vũ, hai vợ chồng của Cường đã đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son số này. Chúc cho mọi người thật là hạnh phúc, thật an vui và công việc luôn luôn thành công mỹ mãn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.